X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Khi đọc tiêu đề của video này chắc hẳn nhiều quý thính giả sẽ không khỏi thắc mắc đệ nhất Cộng Hòa là gì? X51 Story xin được giải đáp câu hỏi này như sau. Đệ nhất Cộng Hòa từ năm 1955 năm 1963, còn được gọi là chính quyền Ngô Đình Diệm, là chính thể của Việt Nam Cộng Hòa được thành lập sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Bằng cuộc trưng cầu dân Ý phế truất Bảo Đại, Thủ tướng Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm quốc trưởng. Sau đó quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu quốc hội lập hiến cho quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành hiến pháp đổi tên quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hòa. Người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đảng Cần Lao nhân vị với lập trường chống Cộng sản. Ngày quốc hội lập hiến chính thức ban hành hiến pháp 26 tháng 10 năm 1956 được xem là ngày quốc khánh của nền Cộng Hòa. Được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước phương Tây, nền đệ nhất Cộng Hòa đã thành công trong việc thống nhất quyền lực, buộc các lực lượng vũ trang giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo giải tán hoặc gia nhập vào quân đội chính phủ và tiêu diệt nhóm Bình Xuyên. Nền đệ nhất Cộng Hòa chấm dứt với cuộc đảo chính năm 1963 do Mỹ hậu thuẫn và Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát. Danh xưng đệ nhất Cộng Hòa chỉ xuất hiện sau năm 1967 khi nền Cộng Hòa thứ nhì được thành lập, tức đệ nhị Cộng Hòa năm 1967 đến năm 1975. Kính thưa quý thính giả, những ngày này tròn 60 năm về trước, miền Nam Việt Nam đang sống trong những ngày điên loạn nhất. Rất nhiều máu đỏ đã chảy, và cũng từng đó trang sử xanh đã chép lại. Có đau đớn, có nuối tiếc, có tức giận, có căm phẫn, có hả hê, có thương tâm, có buồn bã, có nghi ngờ. Nhưng năm 1963 vẫn luôn là một trong những điều mà người viết sử nhớ nhất. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, ngày Phật Đản, tức năm Phật lịch 2507. Tại thành phố Huế, những tăng nhân rước Phật từ chùa Từ Đàm qua chùa Diệu Đế. Sau lễ Phật, Thượng tọa Thích Chí Quang có bài thuyết pháp và đề cập đến những bất công mà những Phật tử phải chịu đựng suốt 9 năm qua dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo lệ thường, bài thuyết pháp sẽ được phát trên đài phát thanh, nhưng lần này đài phát thanh Huế đã từ chối yêu cầu. Bức xúc về việc này, hàng nghìn Phật tử đã kéo đến chất vấn. Thiếu tá Đặng Sĩ huy động lính bảo an và thiết giáp tới bảo vệ đài. Vào thời điểm Thượng tọa Thích Chí Quang, Thiếu tá Đặng Sĩ và Giám đốc đài Ngô Ganh đang thảo luận tìm giải pháp thì nhiều tiếng súng nổ vang lên, 7 người chết, 5 binh sĩ bị thương. Tiếng súng đó chính là bắt đầu cho biến cố Phật giáo 1963, và bắt đầu cho tiếng chuông nguyện đầu tiên của triều đại họ Ngô. Vậy thì vì sao lại có sự việc này? Vì sao chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ? Sau đây, X51 Story sẽ cùng quý thính giả trả lời cho hai câu hỏi này. Để trả lời được câu hỏi này cho thật sâu sắc, phải quay trở lại từ nguyên khởi ban đầu đã hình thành nên gia tộc họ Ngô. Có lẽ sẽ bắt đầu từ người cha Ngô Đình Khả, thượng thư dưới thời vua Thành Thái. Cụ Ngô Đình Khả không chỉ thấm nhuần chữ Hán và nho học để vươn lên vị trị đại thần dưới truyền phong kiến, mà ông còn là tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo với mối quan hệ với các vị cố đạo phương Tây. Trong 8 người con của ông, thì có 2 người được ông đào tạo học vấn theo 2 con đường. Đầu tiên là Ngô Đình Diệm, trở thành thượng thư trẻ tuổi nhất triều Nguyễn, lại còn nổi tiếng thanh liêm khi làm tuần phủ Bình Thuận. Và người thứ hai chính là Ngô Đình Thục, chọn con đường phụng sự Chúa, với học vấn phương Tây trong các trường dòng. Ông được thụ phong linh mục tại Roma năm 1925, và khi về nước thì được phong làm giám mục địa phận Vĩnh Long năm 1938. Có nghĩa gia tộc họ Ngô là sự kết hợp hoàn hảo mà giáo hội Vatican hài lòng nhất. Họ là một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng nói trong dân chúng và tầng lớp trí thức, đã từng bước lên vị trí thượng thư tiền triều, và đặc biệt lại có sự kết hợp giữa khoa giáp và Thiên Chúa giáo. Ta phải nhấn mạnh điều trên, bởi nếu bạn đọc các tài liệu sử học trong khoảng từ thế kỷ 16 trở về sau, bạn sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của những vị giáo sĩ. Thực tế chỉ ra rằng lịch sử hội truyền giáo hải ngoại của Pháp gắn liền với lịch sử bành trướng của Pháp ở Đông Dương. Những vị cha cố như Bá Đa Lộc người ở cạnh vua Gia Long, như Francesco de Pina người sáng tạo chữ quốc ngữ đều ảnh hưởng cực lớn đến cục diện lịch sử Việt Nam hôm nay. Và Hồng Y Francis Spellman của giáo phận New York sẽ là người tiếp theo như thế. Sinh ngày 4 tháng 5 năm 1889 tại Massachusetts, Francis Joseph Spellman được thụ phong linh mục vào năm 1916, được phong lên Hồng Y trong năm 1946. Ông được Hồng Y Pacelli, sau đó là giáo hoàng Pio XII đỡ đầu vào vị trí tổng giám mục địa phận New York, nơi giàu có và nhiều thế lực nhất của Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của Spellman là cực lớn lên chính quyền Hoa Kỳ, lẫn cả Tổng thống Franklin Roosevelt. Vào năm 1948, trong chuyến thăm đến Đông Nam Á, Hồng Y Francis Spellman có một cuộc gặp ngắn ngủi với các giáo sĩ địa phương tại Sài Gòn, trong đó có giám mục địa phận Vĩnh Long, Ngô Đình Thục.
Cuộc gặp mang tính bản lề đó đã dọn đường cho gia tộc họ Ngô trở thành quân cờ chính cho Hoa Kỳ trong việc thay chân Pháp tham chiến để giành ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong khoảng giai đoạn từ năm 1945 đến 1949, những biến cố xảy ra liên tục với gia đình họ Ngô, mà quan trọng nhất là cái chết của người anh đầu Ngô Đình Khôi, cùng sự bỏ quên của Cường Đệ. Người anh Ngô Đình Thục nổi lên như là nhân vật vạch đường chỉ lối cho mọi hành động sau đó của người em Ngô Đình Diệm. Chính giám mục Ngô Đình Thục là người đã dẫn đường cho ông Diệm qua Vatican tham dự lễ năm thánh, rồi qua Mỹ và gửi gắm người em của mình cho Hồng Y Spellman. Vị Hồng Y này đã tác động lên chính giới Hoa Kỳ, giới thiệu ông Diệm, rồi đưa ông trở về Việt Nam vào năm 1954. Dưới sự hậu thuẫn của các thượng nghị sĩ tại Washington, sự yểm trợ của khối Thiên Chúa giáo La Mã, ông Diệm quay lại Việt Nam và trở thành thủ tướng dưới thời Bảo Đại. Tuy nhiên, tham vọng của ông Diệm và Hoa Kỳ không dừng ở đó. Dưới sự điều khiển tài tình của trùm điệp viên CIA Edward Landale bằng cách đưa được lực lượng công giáo gần 1 triệu người di cư vào Nam làm thành trì vững chắc sau lưng Ngô Đình Diệm, Landale đã giúp ông Diệm đánh bật được Bảo Đại trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 1955. Bảo Đại bị phế truất, Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống, mở ra thời kỳ gọi là đệ nhất Cộng Hòa. Đó cũng là lúc người em trai thông minh Ngô Đình Nhu của ông ra mặt để cho ra đời và phát triển Đảng Cần Lao Nhân Vị. Người vợ của Nhu, bà Trần Lệ Xuân tham gia chính trường trong vai trò dương cao ngọn cờ phụ nữ Việt Nam. Người em Ngô Đình Luyện làm đại sứ ở nước ngoài. Người em Ngô Đình Cẩn làm lãnh chúa miền Trung và lo hương khói tổ tiên. Và đương nhiên, giám mục Ngô Đình Thục là lãnh tụ tinh thần của khối công giáo tại miền Nam. Như vậy, ông Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng Hòa đã có sự kết hợp hoàn hảo giữa thần quyền và thế quyền. Một gia tộc hùng mạnh có một người đứng đầu về tôn giáo Ngô Đình Thục, đứng đầu về quyền lực Ngô Đình Diệm, đứng đầu về đảng phái và hệ tư tưởng Ngô Đình Nhu, ngoài ra ông Nhu còn nắm cả công an và mật vụ, đứng đầu về ngọn cờ giải phóng phụ nữ Trần Lệ Xuân, và đương nhiên cái bánh ngọt kinh tế tìm tới gõ cửa như điều tất yếu. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên như kinh tế, quân sự, chính trị đều có một giao điểm, đó là hai chữ công giáo. Công giáo là khởi nguồn của tất cả, duy trì tất cả, là sợi dây gắn kết của đệ nhất Cộng Hòa. Và chính nó sẽ hủy diệt gia tộc tưởng như không có điểm yếu này. Đảng Cần Lao Nhân Vị phát triển dần thành Đảng Cần Lao Công Giáo, nơi những nhân vật cốt cán đều là người công giáo. Có những người sẵn sàng cải đạo, ví dụ điển hình là ông Nguyễn Văn Thiệu, người sau này trở thành Tổng thống, để vào cầu cạnh ô dù của gia tộc họ Ngô. Và những người được tin tưởng nhất là người công giáo, bất chấp bất tài, ví dụ tướng Huỳnh Văn Cao. Việc công giáo hóa bộ máy chính trị mà không nhìn ra được những bất mãn âm ỉ trong lòng dân chúng và những vị tướng, vị quan chức khác theo Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đã trở thành điểm yếu chí tử của đệ nhất Cộng Hòa. Chỉ cần đánh vào đó, bức tường này sẽ sụp đổ. Và biến cố Phật giáo 1963 là mồi lửa cho việc đó. Hãy bắt đầu ở người anh của ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Thục. Giám mục Ngô Đình Thục cả cuộc đời luôn chứa chan một tham vọng lớn, đó là được khoác áo hồng y. Chính tham vọng này sẽ dẫn gia tộc và anh em ông vào lửa đỏ. Sau cái chết của người anh trưởng là ông Ngô Đình Khôi, ông Ngô Đình Thục trở thành người anh lớn nhất và mang đúng ảnh hưởng của quyền huynh thế phụ trên các người em của mình. Ông là đạo diễn đưa em trai Ngô Đình Diệm lên đến đỉnh cao quyền lực, và sau đó cũng trở thành Tổng Giám mục của Việt Nam khi em trai mình thành Tổng thống. Tiếng nói của người anh trai này là tiếng nói quyết định cuối cùng trong các quyết định lớn của gia tộc. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, khi ông Ngô Đình Thục cùng phái đoàn đại diện cho Vatican qua Nam Việt Nam đến thăm nhà thờ La Vang, thì dọc đường đi chỉ thấy lá cờ Phật giáo tung bay để đón mừng lễ Phật đản. Theo truyền thống của Vatican, muốn chọn một giáo hoàng đứng đầu giáo hội La Mã thì Hồng Y được bầu lên phải xuất thân từ các quốc gia mà người công giáo chiếm đại đa số. Báo cáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gửi về Vatican nói rằng Việt Nam Cộng Hòa có 70% theo Thiên Chúa, 20% theo Đạo Phật và 10% thuộc các đạo còn lại. Việc đi trên đường chỉ thấy lá cờ Phật giáo chẳng khác gì nói đó là những báo cáo láo. Vì những lá cờ đã chứng minh điều ngược lại rằng 70% người dân là theo Phật. Điều này chính là dập tắt mọi tham vọng trở thành Hồng Y của giám mục Ngô Đình Thục. Đụng vào tham vọng sâu sắc nhất của đời mình, giám mục Ngô Đình Thục đã tức giận gọi điện vào Sài Gòn cho người em Ngô Đình Diệm. Sau khi nghe anh trai phiền trách, ông Diệm đã gọi ngay đồng lý văn phòng Quách Tòng Đức đánh điện cho tòa đại biểu chính phủ tại Huế và khắp các tỉnh lập tức hạ cờ Phật giáo. Ngày 7 tháng 5 năm 1963, lúc Phật tử đang sửa soạn làm lễ Phật đản thì cảnh sát đến tận nhà bắt hạ cờ Phật. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8, Hòa Thượng Thích Quảng Đức từ trong xe bước ra, Ngài ngồi xuống niệm Phật, một nhà sư trẻ xách thùng xăng tưới lên cơ thể Ngài. Ngọn lửa bao trùm lấy thân thể.
Sự hy sinh lớn lao của Ngài đã đánh động lương tri của nhiều người về sự kỳ thị tôn giáo tại miền Nam. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương viết bài thơ Lửa Từ Bi với những câu sau. Thương chúng sinh trầm luân bể khổ, người về phang đêm tối đất dày. Bước ra ngồi nhập định hướng về Tây, gọi hết lửa vào xương ra bỏ ngỏ. Hôm nay, các bạn đi trên đường phố Sài Gòn, đi qua ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8, bạn sẽ thấy có bức tượng đá có vị sư già ngồi trong tư thế kiết già, cùng một công viên tưởng niệm nho nhỏ. Đó chính là nhà sư Thích Quảng Đức trong câu chuyện 60 năm về trước. Sau cái chết của Ngài Thích Quảng Đức, các cuộc biểu tình của dân chúng và tăng ni Phật tử càng ngày càng lan rộng. Trong khi những cuộc điều đình, các thông điệp tổng thống lại giống như kiểu cố tình câu giờ để dọn đường cho các hành động quyết liệt khác, ví dụ như đàn áp các cuộc tranh đấu, thay thế những tướng lĩnh, quan chức thân Phật giáo trong bộ máy chính quyền. Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân hiện lên như người phụ nữ nanh nọc nhất, quyết liệt nhất trong việc chấn áp Phật giáo bằng vũ lực. Đêm ngày 20 tháng 8 năm 1963, vợ chồng Ngô Đình Nhu Trần Lệ Xuân đạo diễn cuộc tấn công vào các chùa ở Sài Gòn như Xá Lợi, Ấn Quang, Giác Minh và bắt hơn 1.400 tăng ni. Ngày 25 tháng 8, hàng vạn sinh viên xuống đường biểu tình trước chợ Bến Thành. Nữ sinh Quách Thị Trang đã bị bắn chết trong cuộc xô xát này. Hôm nay, khi các bạn cuối tuần súng xính áo váy xuống phố, đi ngang quảng trường Quách Thị Trang thì hãy nhớ câu chuyện về cô gái này. Các vụ tự thiêu mới cũng đã xuất hiện nhiều đến báo động. Lúc này, vấn đề Phật giáo đã đánh động cả Giáo hội La Mã, Liên Hợp Quốc. Ngay cả Đại sứ Trần Văn Trương cũng phải lên tiếng từ Washington. Liên Hợp Quốc cũng cử phái đoàn sang Việt Nam để điều tra. Ngày 10 tháng 7 năm 1963, tại Nhà Trắng, Tổng thống Kennedy nhận bản phúc trình của tình báo Mỹ về cuộc khủng hoảng Phật giáo tại Nam Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nếu như dòng họ Ngô không thỏa hiệp và thành thực giải quyết vụ Phật giáo thì bàn tay của Cộng sản sẽ chờ tới, tức chế độ này sẽ bị lật đổ bởi Cộng sản. Bản phúc trình đó là lý do của việc Kennedy hành động. Ngày 1 tháng 8 năm 1963, Henry Cabot Lodge A được cử đến thay thế Nâu Tinh làm đại sứ. Một đại sứ, Diều Hâu, đã thay cho vị đại sứ, Bồ Câu, mở đầu cho cuộc đảo chính ngày mùng 1 tháng 11 nổi tiếng. X51 Story luận bàn. Hậu thế về sau đã đặt câu hỏi vì sao Ngô Đình Diệm thâm trầm như vậy, Ngô Đình Nhu sâu sắc như thế, hay Trần Lệ Xuân với sự nhạy cảm của phụ nữ hoàn toàn có thể đưa ra những quyết sách hợp lý hơn là tạo ra một sắc lệnh mang tính tự sát là cấm treo cờ Phật giáo. Một hành động mà đại tá Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết Ván Bài Lật Ngửa từng ví von là giống như việc các anh đang cầu Chúa trong đêm Giáng sinh thì có kẻ cầm súng vào bắn và yêu cầu các anh ra khỏi nhà thờ vậy. Và tại sao khi biến cố xảy ra, gia tộc vẫn mù quáng chấp niệm những điều rõ ràng là chỉ khiến cho Mỹ và hội đồng tướng lĩnh có thêm cơ sở để tiêu diệt? Bởi vì như tôi dẫn dắt từ đầu câu chuyện, mối quan hệ của gia tộc họ Ngô là gắn liền với giáo hội. Sự liên kết giữa giáo quyền và thế quyền của dòng họ Ngô là cực kỳ sâu sắc và có tính sống chết. Đối với họ, mỗi yêu cầu của Tòa Thánh La Mã đều phải phục tùng bất khả tư nghị. Ngoài ra, đó là sự ngạo mạn về sức mạnh của gia tộc, sự lầm tưởng về việc Mỹ sẽ không có sự lựa chọn nào tốt hơn gia đình mình. 9 năm cầm quyền, gia tộc họ Ngô có cả công và tội. Công lao lớn nhất là mở đầu cho Việt Nam Cộng Hòa dù sau đó cũng sụp đổ. Sai lầm lớn nhất là kỳ thị tôn giáo và tạo ra sự chia rẽ trong vấn đề tôn giáo tại miền Nam. Cuối cùng từ đó, đẩy chế độ họ Ngô đến sự sụp đổ. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.